Vì sao công an và còi xe hụ sẽ gõ cửa nhà Trần Tuấn Anh một ngày không xa? Thêm một loạt quan chức cấp cao gồm cả một cựu phó thủ tướng phải đối diện với các hình thức kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông tin vừa được công bố, trưởng ban kinh tế trung ương ông Trần Tuấn Anh bị đề nghị kỷ luật. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 19 tháng 1 đưa tin với tiêu đề đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh. Bản tin cho biết trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 35 để đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Những quan chức bị đề nghị kỷ luật bao gồm cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cựu Bộ trưởng Chánh Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và trưởng Ban Kinh tế Trung ương ông Trần Tuấn Anh. Ở cấp thứ trưởng bị đề nghị kỷ luật có hai ông Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng. Cả năm lãnh đạo kể trên và Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương bị cáo buộc đã có trách nhiệm liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc điều hành quản lý điện năng, hoạt động kinh doanh xăng dầu và cả trong việc tổ chức đấu thầu, phê duyệt, thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC thực hiện. Trong cơ chế chính trị của Việt Nam hiện nay, khi các quan chức lãnh đạo cấp cao trong bộ máy quản lý có sai phạm, khuyết điểm trầm trọng thì họ phải chịu trách nhiệm của Đảng trước, sau đó mới bị xem xét xử lý hình sự nếu có. Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, các hình thức kỷ luật đối với đảng viên theo thứ tự từ nhẹ đến nặng như sau: khiển trách, cảnh cáo, cách chức trong đảng và khai trừ khỏi đảng. Những quan chức cấp cao bao gồm bộ trưởng, thứ trưởng hay kể cả ủy viên Bộ Chính trị nếu bị kỷ luật, cách chức và khai trừ thì sau đó sẽ bị khởi tố và bắt tạm giam. Đáng chú ý, giới quan sát nhận xét tại sao ông Trần Tuấn Anh bị đề nghị kỷ luật lại được giật thít lên trên hầu hết các báo trong nước. Điều đó có liên quan gì đến những đồn đoán cho rằng ông Trần Tuấn Anh sắp bị khởi tố, bắt giam? Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Song không ít ý kiến lại cho rằng Trần Tuấn Anh là con trai ông cựu Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, người giữ chức Chủ tịch nước từ năm 1997 đến năm 2006, mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ bắt con của tứ trụ, tức là con cái của bốn nhân vật cao cấp nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị, có những ý kiến đáng chú ý như: gần đây Trần Tuấn Anh khoe với các chiến hữu thân cận rằng đã lo xong vụ này và tốn kha khá, hoặc chưa có tiền lệ bắt con của tứ trụ nên Trần Tuấn Anh có lẽ thoát. Nhưng nếu ông Trần Đức Lương mà mệnh hệ gì thì chẳng ai dám đảm bảo Trần Tuấn Anh bình an vô sự. Thời gian gần đây liên tiếp hai thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Công Thương là đàn em của Trần Tuấn Anh bao gồm Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam. Điều đó cho thấy các sai phạm của ông Trần Tuấn Anh không hề đơn giản. Nhất là giới thạo tin tiết lộ, Tổng Chỉ huy nhóm lợi ích điện lực không ai khác chính là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể từ các bê bối về đạo đức của Trần Tuấn Anh đã khiến cho dư luận xã hội hết sức bất bình. Cụ thể là vào tháng 1 năm 2019, ông Trần Tuấn Anh đã phải gửi thư chính thức công khai xin lỗi công luận về vụ đưa xe công vụ của Bộ Công Thương ra tận chân cầu thang máy bay để mà đón vợ ông, theo cách thức đón lãnh đạo cấp cao nhất. Nhưng không hiểu vì sao việc này lại rơi vào im lặng. Công luận đặt câu hỏi tại sao những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là những sai phạm mang tính hệ thống trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12 nhưng không bị xử lý. Ngược lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa Trần Tuấn Anh vào Bộ Chính trị tại Đại hội 13 và để cho giữ chức vụ trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Tuấn Anh có vẻ khá thân thiết. Nguyên nhân Trần Tuấn Anh được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức ưu ái, theo giới thạo tin tiết lộ, là do cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương vốn là ân nhân rất quan trọng của ông Tổng Bí thư hiện nay Nguyễn Phú Trọng. Ông Lương đã giúp cho ông Trọng một lá phiếu mang tính quyết định để ông Trọng đã trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11 năm 2011-2015. Chính trường Việt Nam gần đây đã có những biến động hết sức phức tạp. Sau Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, thế và lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sụt giảm hơn bao giờ hết. Tổng Trọng đã tuyên bố sẽ rửa tay gác kiếm để chuyển qua quyền lực cho thế hệ tiếp theo. Thì việc các phe cánh khác trong đảng đồng thuận triệt hạ những vây cánh của Tổng Trọng như Trần Tuấn Anh là điều cần thiết và nhất tiễn hạ song điều.
Điều đó có thể thấy ảnh hưởng tới việc kế nhiệm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người được ông Trọng lựa chọn và cũng là một nhân vật có nhiều bê bối tình ái. Xin nhắc lại, theo giới thạo tin, có thể sắp tới, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ triệu tập phiên họp Hội nghị Trung ương bất thường đặc biệt để bàn về nhân sự Tổng Bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13. Đó là một trong những lý do giới phân tích cho rằng ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13, trưởng Ban Kinh tế Trung ương khả năng cao sẽ bị rớt đài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin ngày hôm nay. Vì sao công an và xe còi hụ sẽ gõ cửa nhà Trần Tuấn Anh một ngày không xa? Vì sao Nguyễn Công Khế bị giới báo chí Việt Nam cực ghét, còn lãnh đạo cấp cao lại tin yêu? Lâu nay, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế vẫn là người bị số đông đánh giá là kẻ khó ưa, đặc biệt giới báo ở Việt Nam. Trước đây, nhiều người cảm thấy sợ ông Khế khi ông đang có quyền hành, nhưng trong làng báo cho rằng đó là ngoài mặt, người ta tránh va chạm, còn thực chất trong tâm cam thì họ căm thù ông Nguyễn Công Khế đến tận xương tủy. Cựu nhà báo Lê Phú Khải trong bài viết Mặt thật của các tổng biên tập nói về giới lãnh đạo báo chí ở Việt Nam nói chung và Nguyễn Công Khế nói riêng đã đánh giá như sau. Trong chế độ toàn trị, một tổng biên tập chỉ cần không chống chế độ, không nói ngược với đường lối của đảng cầm quyền, biết luồn lách, biết dùng tờ báo của mình để nịnh bợ, dọa nạt và khống chế, biết té nước theo mưa, biết gió chiều nào che chiều ấy, giả vờ chống tham nhũng, thì anh ta kiếm bẫm hơn bất cứ nhà buôn nào có thế lực như một ông vua không ngài vậy. Ông Nguyễn Công Khế bị bắt. Nhà văn Nhất Phương có một bài viết của tổng biên tập Nguyễn Công Khế. Giới cầm bút đánh giá bài viết này của Nhất Phương đã lột trần bản chất lưu manh của ông Khế. Bản chất ông Khế đã bộc lộ từ rất lâu, bản thân ông Nhất Phương đã từng đụng độ với ông Khế, nhưng phải đến khi ông Nguyễn Khế bị bắt thì tác giả cũng như nhiều người khác mới dám viết ra. Theo tác giả, điều đó chứng tỏ Khế là người nham hiểm và có thế lực. Trong bài viết vào ngày 17 tháng 1 năm 2024 có tựa đề Nhất Phương Khế, mày chua hay ngọt, dài 2.800 từ. Tác giả tự giới thiệu, từ năm 1998, mình được giao trọng trách trưởng phòng quản lý thông tin của Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Phương cho biết, tác giả và Nguyễn Công Khế từ chỗ là bạn làm báo rồi trở thành thù đến mãi về sau. Mọi việc bắt đầu từ một cuộc họp của Ban Tư tưởng Trung ương với Ban biên tập Báo Thanh Niên. Tác giả là khách mời và đã thẳng thắn chân tình góp ý với ông Khế rằng, riêng với anh Khế, tôi thành thật góp ý với tình anh em bạn bè rằng, anh em báo chí và quản lý nhà nước về báo chí hay chuyển tay nhau mấy câu có ý không hay về anh. Ví dụ, thằng Khế là thằng lừa thầy, phản bạn, là thằng tiểu nhân, chơi không được, không ai lại gần. Nó mà ra tay đánh ai, nhất là bằng sức mạnh của tờ báo, thì hầu như không ai thoát chết. Nhà văn Nhất Phương còn cho biết thêm, đó là ý kiến của anh tưởng chuyên gia quản lý báo chí và mấy chục năm nhắn tôi phải góp ý thẳng với Nguyễn Công Khế để các đồng chí lãnh đạo trung ương tới dự cùng nghe. Và tôi đã làm đúng với lời nhắn gửi của chuyên gia cao niên quản lý ấy. Vậy mà ngay sau đó ông Khế đã gây áp lực đến lãnh đạo cấp cao để trả thù ông Nhất Phương. Ông Nguyễn Công Khế và gia đình tại Mỹ. Vẫn theo tác giả Nhất Phương, hầu như mọi lúc mọi nơi tác giả đều nghe nói về sự đều cáng tiểu nhân của ông ta. Bên cạnh sự thành đạt vang trời với tư cách một cán bộ cách mạng đầy tài năng và bản lĩnh, thì tiền của ông Khế không kém bất kỳ đại gia nào trên đất nước Việt Nam này. Nhất Phương cho rằng ông Khế quả thật là có tài, bởi ông ta lừa được cả những người thông minh và tài giỏi và bậc nhất ở Việt Nam. Dẫu vậy, trong mắt tác giả, Nguyễn Công Khế vẫn là kẻ quỷ quyệt, gian tà và mãi là thằng người đáng khinh trên thế gian. Điều kể trên cho thấy cựu tổng biên tập Báo Thanh Niên là hiện thân của một hình mẫu phản diện điển hình, đồng thời lại rất giàu có. Về mức độ giàu có của Nguyễn Công Khế, Facebook Kim Văn Chính mô tả như sau. Tài sản riêng của Khế hiện nay không ai có thể đo được. Vì một người khôn lanh kiểu như Khế đủ hiểu luật chơi của chế độ này, và anh ta tẩu tán ra nước ngoài tài sản riêng, dạng tài chính và bất động sản để ở nước ngoài. Cùng một con Khế hiện đang ở Mỹ, chỉ riêng mảnh bất động sản, con Khế sở hữu ít nhất có 3 căn biệt thự. Ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang có vẻ khá thân thiết với ông Nguyễn Công Khế. Còn nhà báo Đỗ Duy Ngọc đưa ra một nhận xét phù hợp với đánh giá của ông Kim Văn Chính cho rằng, một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la, bèn đưa hết cho vợ con qua Mỹ sắm nhà to xe đẹp, còn anh thì qua lại hai nước.
lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, chăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao. Nhà văn Tưởng Đăng Tiến, một cựu thuyền nhân tị nạn Cộng sản từ Hoa Kỳ đặt câu hỏi, thế Nguyễn Công Khế đã biểu diễn lòng yêu nước ra sao mà bị than phiền đến như vậy? Câu hỏi cũng là câu trả lời. Nhà văn Tưởng Đăng Tiến sau đó đã đưa ra một đề nghị như sau. Nguyễn Công Khế nên đặt ra cho chính mình về khối tài sản của ông ở trong nước cũng như nước ngoài, về chuyến xuất ngoại êm du của cả gia đình mình, trong khi thiên hạ thì phải đi chui mà mất rất nhiều tiền, vong mạng. Như vậy có sự trái ngược trong suy nghĩ của giới trí thức nói rằng, hay giới báo chí nói riêng và cả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người chịu ơn mưa móc từ Nguyễn Công Khế, một người được đánh giá là trùm tài phiệt, trùm truyền thông của nền báo chí cách mạng. Nhưng công luận thì vẫn thắc mắc vì sao Nguyễn Công Khế bị giới báo chí cực ghét, còn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thì lại tin yêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay, vì sao Nguyễn Công Khế bị giới báo chí cực ghét, còn lãnh đạo cấp cao Việt Nam lại tin yêu. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.